lo mổ thịt chó, nghiệp báo đồ tệ. Chuyện do thính giả gửi về cho kênh, được phát trên kênh Radio Tâm Linh, diễn đọc Hằng Nga. Quán nhậu Năm Vĩnh là quán thịt cầy nổi tiếng nhất huyện này. Các món ngon từ thịt chó được quán làm rất công phu. Thịt luôn đảm bảo được độ tươi ngon vì ông Năm Vĩnh kiêm luôn cả việc thu mua và giết mổ. Quán của ông, thịt mỗi ngày ít nhất từ 4 tới 5 con mới đủ phục vụ khách hàng. Nghề này của nhà ông được duy trì 3 đời, từ ông nội, cha ông đến đời ông. Đều làm ăn khấm khá, kẻ ra người vào tấp mập, từ chiều đến tận tối muộn. Quan chức hay những kẻ nát rượu đều tìm đến quán của ông để thưởng thức món ngon từ thịt chó. Như tiết canh chó, chó luộc hay dồi chó đều được dân nhậu đánh giá cao. Do từ nhỏ ông đã được chứng kiến cảnh cha giết chó, làm thịt nên máu nó đã ăn sâu vào trong người ông. Ông Năm Vĩnh xem việc giết chó như một cái thói quen. Hôm nào không được đập đầu cạo lông chó là y như rằng hôm đấy ông bứt rứt trong người khó chịu không yên. Ông Năm Vĩnh dáng người cao lớn, đầu cạo chọc, da thì đen bóng loáng, lên nhìn ông rất bặm trợn. Hàm răng ngả vàng vì hút thuốc lá. Người đời có câu, nồi nào úp vùng nấy. Vợ ông là bà Vân cũng vậy, bà mập hơn cả cái thùng phi. Tóc xoăn, miệng hô, giọng nói thì cứ chua ngoa đanh đá. Nhìn chung thì rất xứng đôi vừa lứa với ông. Trái với vẻ bề ngoài bặm trợn, ông Năm Đinh lại là một người kỹ tính, nên ông luôn chỉnh chu, chuẩn bị mọi thứ trước khi thịt chó. Ông có một con dao bầu gia truyền, được truyền lại từ đời ông nội theo lời kể. Thì con dao này được làm rất kỹ từ lò rèn của một người bạn thân của ông nội, nên sắc bén, mũi dao ngọt lại dùng để chọc tiết. Lưỡi dao bén như thế, sắn thịt, con dao lướt đến đâu, thịt động vật cứ đứt đến đó. Thật sự thì nhìn như chặt củi khô, nếu như chằm vặt xương vậy. Vừa bén vừa nặng, bản dao to, lưỡi dao bóng loáng. Con dao ấy đã lấy mạng không biết bao nhiêu là con chó. Từ 3 đời nhà ông cũng đã đủ nhu cầu số lượng thịt ra mỗi ngày để bán. Thế mà, ông đánh tiếng gần xa để mua lại chó với giá cao. Thành ra cái nạn trộm chó ở huyện tăng lên đáng kể. Đối tượng ban đầu chủ yếu là nuôi chó để bán dần. Bây giờ, đến con chó ghẻ, chó hoang ở gầm cầu hay chó giữ nhà đều bị câu trộm để bán. Thậm chí, có con chó cảnh bé tèo tẹo, chúng cũng không tha. Thằng Tài, con ông Vĩnh, bà Vân, cũng là một người nghiện thịt chó. Lâu lâu, nó lại mua về một con mập mập để riêng cả nhà ăn. Nó nghêu ngào, trên mặt cái điệu bộ đắc ý mà nói lớn. Rượu thượng hạng cùng chó nướng vàng, mời anh em đánh chén. Ông Vĩnh cũng có ý định truyền lại nghề cho nó, nên ông thường kêu nó vào giúp việc. Hoặc mỗi khi ông đi làm thịt, quán nằm ngay bên cạnh một con nạch. Trước thì phù sa đục ngầu, nhưng là nguồn nước sinh hoạt chính lại do việc kinh doanh của nhà ông. Nước được múc lên, lắng phèn cho sáng, cho trong, rồi sử dụng. Chó mua về bị ông cột mõm, cột bốn chân, rồi bỏ vào bao, quăng xuống cái con nạch ấy. Cho đến khi con chó ngập nước, chết ngạt, thì vớt lên nhúng nước sôi, mổ bụng cạo lông. Con nào mập mập thì ông sẽ cột mõm lại, cạo sạch phần lông bên hông cổ trái của nó. Chỗ ấy sẽ nổi lên những sợi gân xanh tiết để lấy nánh tiết cành chó định. Trái ngược với sự sạch sẽ ở bên trên quán, thì bên dưới bếp là cả một mớ hỗn độn, mùi hôi hám dơ giấy bẩn thỉu. Ấy thế mà thực khách vẫn cứ tấm tắc khen. Quán làm ăn ngon, sạch, rẻ. Đâu có ai biết được cái sự hỗn tạp bẩn thỉu bên dưới kia đâu. Hôm ấy là tối thứ bảy, cuối tuần khách đến quán đông lắm. Một bóng hình thấp thoáng đứng bên hông quán chỗ cánh cửa sổ. Ông Năm ơi! Ông Năm! Tiếng thằng Xíu gọi ý ới. Nó vừa trộm được một con ở đâu về. Con chó phèn, lông vàng ốm nhách ốm nhom, chân khẳng khiu, mõm dài, nước dãi chảy thòng lòng, nhưng ánh mắt lanh lợi,
có chút gì đó dữ tợn đỏ rực nhìn ông. Miệng nó bị thằng Xíu buộc lại bằng cái sợi kẽm đen. Cái gì mà kêu ông sóng sòng vậy hả? Có hàng ông ơi, ông mua lại không? Không thì con mang sang, ông nằm dĩnh đi nhá. Ông Vĩnh bĩu môi một hồi nói. Bao nhiêu con tao cũng mua. Huống hồ có mỗi cái con gầy trơ xương của mày. Thằng Xíu hí hửng đáp. Ê, ông trả con bao nhiêu? Tao xem nào. Ông Châu mày nhìn con chó rồi cụt lộn đáp. Bà xị. Ồ kìa, sao rẻ thế? Được thì bán không thì biến. Tao còn đầy chó trong kia kìa. Thằng Xíu năn nỉ. Ê, thêm nữa con 50 nữa nhá, ông nhá. 3,5. Thôi, đem vào bếp cho tao. Nhớ, đi vòng sang bên hông đấy. Mày ấy, là tao nể mối đấy nhá. Chứ con chó ốm nhất này, thịt cho mất công tao, mất khách. Ông vừa nói xong, móc trong túi ra 350 đưa cho nó. Ông cũng đi vào quán, mang cho khách ít mồi. Miệng ông mỉm cười nghĩ thầm. Vậy là có thêm chó để bán rồi. Tưởng đâu hôm nay hết thịt phải đóng cửa sớm thì tiếc lắm. Con chó đó vốn là của Bọt Sáu bán vé số ở cuối xóm. Bà không có chồng con, sống mười mấy năm nay đều nhờ vào bán vé số. Cái số tiền ít ỏi cũng giúp bà sống được qua ngày. Cách đây 3 năm, trong một lần đi bán về trễ, trên đường về ngang qua gầm cầu, bà phát hiện một con chó con. Nó nằm tít trong bụi rậm, kêu ư ử khiến cho bà chú ý lại gần. Bà thấy đầu của nó dính đầy máu, đầu của nó hằn lên những vết cước của dây kẽm. Bà nhẹ nhàng vuốt ve rồi từ từ gỡ cọng kẽm ra khỏi mồm nó. Nó hướng đôi mắt yếu ớt nhìn bà, rồi như nó biết bà là một người tốt. Bà biết con chó này bị câu trộm, nhưng không biết may mắn thế nào mà lại thoát được rơi xuống đây. Có lẽ định mệnh sắp đặt nó thoát chết gặp bà. Thế là bà Sáu âu yếm bế nó vào lòng mang về nuôi. Bà xem nó như con trong nhà, có đồ ăn gì bà cũng chia cho nó một nửa. Đổi lại, nó cũng cùng bà rong ruổi khắp các nẻo đường để bán vé số. Đúng là chó không chê chủ nghèo mà. Tối về nó giúp vợ chiếu nằm với bà. Bà Sáu hắt ru cho nó ngủ. Thấm thoát, nó đã gắn bó với bà 10 năm nay. Mắt bà đã mờ dần đi và nó dẫn đường cho bà đi đến chỗ đông người để bán. Có người thấy con chó và bà đáng thương thì cho đồ ăn. Cũng có người thấy bà với nó thì chê hôi hám xua đuổi đánh đập. Con chó ngày nào giờ cũng đã lớn nhưng do thiếu ăn nên ốm nhom. Ấy thế mà hôm nay bị thằng Xíu nó câu trộm mất. Nó canh lúc bà vào trong chòi lấy đồ thì nhanh chân trích điện con chó rồi ôm đi mất. Bà Sáu chỉ kịp nghe tiếng hú của nó, lật đật bò ra thì đã không thấy nó đâu. Bà Sáu đi tìm suốt cả buổi nhưng không gặp. Bà khóc, bà quay về cái chòi cũ. Với bà, có lẽ không đơn giản đó chỉ là một con vật, mà đúng hơn, nó là một người thân, người đồng hành. Người quen thấy vậy thì xúm lại hỏi bà. Bà khóc lớn lắm. Ác trời, ác nhân, sao lại mất đi cái người bạn duy nhất của bà cơ chứ? Tận cùng của nỗi đau, bà uất ức, bà giận dữ, ánh mắt bà đục ngầu, bà nguyền rủa. Tao nguyện rủa đứa nào bắt chó của tao, ăn thịt chó của tao, tán ra bại sản chết không nhắm mắt. Làm kiếp sau làm chó cho người ta xiết cổ. Người ta xì xầm nói. Khiếp, mất có con chó làm gì mà ác mồm thế không biết. Thói đời thường là vậy, nhưng mấy ai hiểu được nỗi đau bà đang phải chịu. Bà nghe thấy hết, nhưng cũng không có nói gì, thất thểu lê cái thân già. Bà khóc nấc lên từng tiếng. Quay lại quán nhậu của ông Năm Vĩnh, giọng vợ ông chua ngoa hướng về ông mà cất lên. Ôi giời, ông ở cỏ đấy làm gì? Xuống thịt cái con này nhanh lên, người ta hối cái kìa.
Ông Năm kể cả đáp. Rồi, xuống đây. Do gấp gáp nên ông chỉ cột mồm và bốn chân con chó lại, rồi cắt cổ chứ không có thả xuống nước. Con chó kêu ư ử trong cuống họng. Nó khiến ông Năm hơi ngạc nhiên. Tuy nó ốm yếu nhưng rất khỏe. Máu ở cổ cũng nhiều hơn những con khác. Đặc biệt là ánh mắt rất hung tợn. Ông cũng đã nằm thịt không biết bao nhiêu con chó, nhưng mà ông vẫn phải rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của nó. Thấy đã nằm thoi thóp, ông Năm cắt dây chói để nhúng vào nước sôi cạo lông. Thì bất ngờ con chó nó vùng dậy cắn mạnh vào tay ông Năm một cái. Khi nó đã cắn được, nó ngậm chặt cắn tay ông. Thằng Tài ở cạnh nghe thấy tiếng kêu của ông Năm thì chạy đến, thấy tình cảnh trước mắt. Nó với lấy cái chày tiêu to đùng đập liên tiếp vào đầu con chó, phát ra những tiếng kêu cùng cốp. Trời ơi, cha, sao để nó cắn như vậy nè? Và đến cái thứ ba, con chó dường như đã kiệt sức. Nó mới từ từ, lư đư, nhả tay ông Năm ra. Dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng từ vết cắn. Ông Năm vĩnh điền máu. Ông cầm con dao vẫn thường dùng, giơ mạnh lên, phập một nhát chặt đứt đầu con chó. Ông nghiến răng lại gần, cắt lên từng tiếng. Mẹ mày chứ cắn ông à! Bà Vân vợ ông chạy xuống hối. Thấy tình cảnh vậy thì vội lấy bông băng thuốc đỏ xuống băng bó cho ông. Máu từ tay ông chảy xuống lòng bàn tay, rồi dính vào con dao gia truyền mấy đời nhà ông. Kinh dị hơn là dòng máu ấy từ từ ngấm vào con dao. Con dao lúc này như có linh tính, hút từ từ cái dòng máu kia của ông Năm mà không một ai hay biết. Con dao bao đời lấy mạng hàng ngàn con chó. Máu chó ít nhiều thấm vào con dao, khiến nó thành tinh và rất thích máu. Hôm nay, ông Năm vô tình để máu người thấm vào. Nó dường như nặng hơn và phát ra một luồng khí rất mạnh và lạnh lẽo. Giây phút bắt đầu cho một bi kịch của nhà Năm Vĩnh. Phải đến khi bà Vân cất tiếng lên thì ông mới giật mình bỏ con dao xuống. Trời ơi, hôm nay ông làm cái gì vậy? Tự dưng để nó cắn. Ông vẫn còn đang cay cối, tức tối nói lớn. Mẹ nó chứ, tưởng nó chết rồi, cắt dây. Ngờ đâu, nó như con trâu ấy, mà cắn đau thế chứ lị. Bà Vân nhìn xác con chó nằm đó rồi hỏi. Ơ thế rồi đầu nó đâu? Rớt xuống nước, thôi bỏ mẹ đi. Có cái đầu độc xương, bưng lên cho khách, mất khách. Bà làm nốt đi, tôi lên phòng nghỉ, ôi nhức quá. Bà Vân khó chịu lắm, vì nào giờ đều do ông làm mọi thứ. Từ việc giết, cạo lông, chặt thịt, bà chỉ việc nấu thôi. Hôm nay ông kêu, làm hết. Thú thật thì bà hơi lúng túng, nhưng nhìn cánh tay ông thì bà đành tặc lưỡi gật đầu đồng ý. Thôi, nên đi để đấy tôi làm cho. Hai mẹ con nhìn xác con chó gầy trơ xương, mấy phần đầu đã mất thì dùng mình. Loay hoay mất một lúc, cũng làm được vài món cho khách. Người khách cuối cùng bước ra khỏi quán, bà Vân mới thảnh thơi ngồi đếm lại sấp tiền vẫn còn tanh mùi máu. Thằng Tài quét dọn quán sơ sài rồi nói. Con tắm rồi ngủ nha, mẹ cũng đi ngủ sớm đi. Nó dòm qua sấp tiền, mở miệng cười lớn. Đợt này buôn bán được quá, mẹ đổi điện thoại mới cho con đi. Bà Vân hứ một tiếng rồi đáp. Cha bố nhà anh, tiền là xin đấy à, hay là lá đa nó mít? Cứ lo phụ quán đi, bớt đi chơi, mẹ mua cho. Cô cậu cười hà hà rồi đi vào trong. Lúc đi ngang phòng của ông Năm thì nghe một âm thanh rất lạ phát ra từ trong phòng. Tiếng eng éc như của con chó nào đang kêu. Nó thầm nghĩ, chắc ban ngày nằm thịt chó nghe nhiều nên bị ám ảnh. Chó ngày hôm nay đã thịt hết rồi, làm gì còn con nào sống đâu mà kêu như vậy chứ. Tuy nhiên, nó vẫn nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào. Chỉ thấy ông Năm nằm co ro, xoay người vào tường. Tiếng kêu lúc này cũng dừng, nghe không thấy nữa. Thấy cha đã ngủ, nên nó đi về phòng, tắm rửa rồi ngủ. Lúc này bên ngoài chỉ còn bà Vân. Nhiệm vụ cuối cùng của bà là gom bát đĩa xuống dưới bếp để sáng mai rửa.
đang loay hoay xếp lại chồng bát, chén để bưng xuống dưới nhà dưới, thì bà nghe văng vẳng bên tai tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng gầm gừ ai oán. Bà hết hồn quay đầu nhìn quanh. Cửa lúc này đã đóng kín, bà lẩm nhẩm. À, chó ở đâu mà kêu thế nhỉ? Nay thì hết rồi còn đâu? Cái xóm này nằm chó gì có con chó nào dám sủa? Bà nghĩ vậy, vì những nhà hàng xóm quanh quán từ lâu đã không còn nuôi chó. Hoặc nếu có nhà nào nuôi thì cũng xích rất kỹ trong nhà để không bị câu trộm. Và những con chó ấy cũng không bao giờ dám lên tiếng. Dường như nó cũng biết sợ. Chỉ cần nó sủa lên sẽ bị đám trộm chó hoặc ông Năm Vĩnh, ông Năm Đinh để ý mà tới bắt. Bây giờ tiếng chó lại phát ra rất gần, như quanh quẩn ở trong quán vậy. Được một lúc thì lại ngừng. Bà nghĩ bụng, chắc không có gì, nên tiếp tục làm việc. Bà lệ khệ bưng nguyên chậu bát đĩa to đùng xuống bếp. Đến khi ngang qua phòng vợ chồng thì bà lại nghe thấy tiếng chó sủa. Nhưng lần này nó kêu nhỏ lắm, như con chó bị siết cổ sắp chết vậy. Bà dừng lại lắng tai nghe thì xác nhận được nó phát ra từ căn phòng vợ chồng bà. Bỏ chậu bát xuống, bà mở cửa ra xem thì vẫn thấy ông nằm đó, đang thẳng duỗi hai tay, hai chân tạo thành một cái góc vuông, ngủ trông rất là kỳ dị. Lưỡi ông thè ra, thở từng hơi phì phì như dáng nằm của loài chó vậy. Nhưng khác ở góc nhìn phía sau, nên bà nhìn không tài nào nghĩ ra được sao hôm nay ông Năm lại có cái dáng ngủ kỳ dị như thế này. Xong xuôi hết mọi việc, bà Vân mệt mỏi tắm rửa đi về phòng. Bà sảng khoái nằm xuống bên cạnh chồng thì âm thanh chó rên ư ử lại vang lên trong đêm thành vắng. Lúc này đã gần 12 giờ khuya, bà bực dọc ngồi phắt dậy, nhìn xung quanh trấn tĩnh thì âm thanh đó phát ra từ chính chồng bà, ông Năm Vĩnh. Bà hơi sững người một chút thì mới lay lay người ông dậy. Ông Năm quay lại nhìn bà, hai mắt ông lúc này đỏ hoe. Đang ngủ bị gọi bất ngờ, ông cáu rồi quát. Cái gì đây? Bà nhìn ông một lúc, không thấy có gì lạ thì hỏi. Ồ thế hồi chiều thì hết chó chưa ấy nhỉ? Thế còn con nào không ấy nhỉ? Ông bực dọc trả lời. Làm chó gì còn con nào? Đang ngủ dựng dậy hỏi vớ hỏi vẩn. Bị chồng quát thì bà Vân cũng không dám hỏi. Bà nằm xuống lắng tai nghe thì không thấy gì nữa. Bà dần chìm vào trong giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau khi bà thức dậy, thấy ông và thằng Tài vẫn còn ngủ, bà nhẹ nhàng đi xuống bếp rửa hết đống bát đĩa hôm qua. Xong xuôi, bà vệ sinh cá nhân. Lúc này thì ông Năm cũng thức. Đi xuống dưới, bà thấy trên môi ông có hai hàng nước dãi chảy thòng lòng. Bà vừa cười vừa nói. Ông ngủ kiểu gì? Nước dãi chảy thề lề thế kia. Lại mơ thấy được chén con nào à? Ông Năm nghe vậy thì lấy tay gạt lên miệng, lật đật lao vào bên trong nhà vệ sinh vì quê quá. Chén con chó nào? Ngủ nó chảy ai mà biết? Bà nghe thế cũng chẳng nói gì thêm. Bà nói bảo ông nhanh nhanh rồi còn đưa bà đi ăn sáng, đói bụng lắm rồi. Sau đó, ông xách con xe máy cả tàn chở bà. Khi đi ra đến chợ, hai vợ chồng ghé vào một quán hủ tiếu, nghe thấy một vị khách vào trước gọi. Ông chủ, cho tô xí quách. Tiếng ông chủ quán nhìn nhịn đáp lại. Rồi rồi có liền. Hủ tiếu xí quách là cực kỳ ngon ở quán. Không phải là những phần xương, mà cái phần xương này nó còn nhiều thịt lắm. Bên trong còn có cả tủy, có rất nhiều thịt bao quanh. Lại còn có nước dùng nữa. Cho nên cái món hủ tiếu xí quách ở quán này phải gọi hết nước chấm. Nhưng ông Năm từ trước đến giờ ông không thích ăn cái món đấy. Ông chỉ thích một tô hủ tiếu bình thường, cho thật nhiều ớt, rau sống. Thế là ông mê. Một hồi sau cái tô xí quách cũng được bê ra. Ông Năm chẳng hiểu sao, ánh mắt hôm nay lại bị cái tô ấy nó thu hút.
Khói bốc lên thơm nức mũi. Ông Năm nhìn những quạch xí quách, nút nước bọt ừng ực. Nhìn tô hủ tiếu của người khách kia một cách say mê. Đến khi tiếng ông chủ quán cất lên, ông mới giật mình. Ơ thế ông Năm ăn gì để tôi làm? Ông Năm lại nhìn tô hủ tiếu bàn bên mà trả lời. Hủ tiếu xí quách đi. Bà Vân có vẻ ngạc nhiên. Từ trước đến giờ ông không thích cái món đấy. Hầu như ông chỉ thích ăn thịt, không hề thích xương. Hết xí quách rồi anh Năm ơi. Bà Vân nói. Ồ, ông có ăn được xí quách đâu. Hôm nào giờ ông có ăn cái món đấy đâu. Không ăn được thì giờ ăn. Hết rồi thôi. Ông Năm vẫn còn luyến tiếc. Thấy người ngồi bàn bên, gặm từng khúc xương ống, lại còn mút chuồn chụt cái tủy bên trong mà ông nuốt nước miếng ừng ực. Không hiểu sao, cứ thấy xương là ông lại thèm, thèm đến nỗi chỉ muốn nhặt nó từ dưới đất lên mà gặm cho đã, như bản tính của loài chó vậy. Cứ ngậm cục xương mà liếm, mặc dù chẳng còn tí thịt nào dính trên đó. Tranh thủ lúc vợ tính tiền, ông nhanh tay nhặt lấy một cục xí quách ở dưới đất bỏ vào trong túi quần. Xong xuôi, hai ông bà đi ra chợ. Bà loay hoay mua những nguyên liệu như giềng, xả, lá mơ, chuối chát. Ông thì không đi theo bà, chỉ ngồi ở quán cà phê đầu chợ. Đang nhâm nhi cốc cà phê đá, thì ở đâu một con chó khá lớn của chủ quán chạy ra chỗ ông ngồi. Nó đứng trước mặt ông mà sủa inh ỏi, như muốn ăn tươi, nuốt sống, khiến mọi người xung quanh chú ý. Đến khi thấy nó sủa, người chính là ông Năm Vĩnh, thì người ta mới không thấy ngạc nhiên. Con chó dường như hung hãn, vội chạy tới, lao vào người ông. Ông Năm cũng không vừa, quật nó xuống, rồi dùng chân đạp lên cổ nó. Con chó dường như đã mất sức, nằm im su. Cả ông Năm và con chó đều thở hồng hộc. Ông Năm quát lớn. Chủ quán đâu? Sao để chó điên cắn khách vậy? Bà chủ quán thấy tình hình đã êm xuôi thì lật đật chạy ra. Dạ em xin lỗi bác Năm. Con chó nhà em ngày thường nó hiền lắm. Sao hôm nay nó lại giở trứng thế này không biết nữa. Trứng cái gì mà trứng, hả? Phải tao, tao cứng tao xử. Chứ người khác thì thế nào, hả? Cắn chết người à? Giọng bà chủ nài nỉ. Thôi con xin lỗi. Để mai mốt xích cho lại, bác Năm cứ đi chích ngừa hết bao nhiêu tiền phí cho nhà con gửi. Ông Năm không bị nó cắn, và ông cũng không muốn làm lớn chuyện, nên ông nói. Ôi, tao không sao, mai mốt tao uống, bay miễn phí cho tao vài ly là được. Chủ quán cười rồi đáp. Dạ, gì trước 10 ly cũng được, bác Năm thông cảm bỏ qua nhá. Vừa hay lúc đó bà Vân cũng đi chợ xong. Đi ra, thế là hai người cùng về nhà. Con chó vẫn nhìn theo ông sủa lớn, khiến mọi người rất ngạc nhiên, xì xầm với nhau. Thấy, ông Năm Vĩnh giết chó nhiều quá hay sao ấy, mà chó nó thấy nó còn ghét, nó sủa. Chứ cái con này tôi biết trước giờ nó có cắn ai đâu. Một người đàn bà khác lại nói. Mà, chó này gan lắm ấy, mới dám cắn ông ấy. Khiếp, không sợ ông bẻ cổ hay sao ấy. Ồ, bác nói thế, nó cũng linh tính lắm đấy, biết yêu, biết thương, biết trung thành, thì mới thù hận như thế. Ai, không biết khi nào mới hết cái nạn trộm chó đây. Nhà em tháng trước nuôi được một con, vừa mới xình xình to lên được một tí để trông nhà. Ôi dồi ôi, nó qua, nó nghéo một cái. Tiếng exciter, xé gió, con chó mất tiêu. Mấy người lại cứ thế mà bàn tán nhau. Về đến trước cửa nhà thì đã thấy mối lái để sẵn cái lồng chó trước cửa. Trong lồng chừng 3-4 con, có con mập, có con ốm, có cả con con. Bà Vân thấy vậy thì nói với tiền lái buồn. Mai nghỉ, mốt mới bán. Chú mày cho mượn cái lồng luôn, để đợt sau ta trả lồng cho nhé. Ông Năm từ khi thấy cái lồng nhốt bầy chó, bỗng nhiên bứt rứt trong lòng. Cứ đứng ngây ra nhìn bầy chó đang bị nhốt mà thấy đáng thương. Cho đến khi tên mối lái đem cái lồng đi khuất vào trong bếp, ông mới chịu, nhìn bà Vân mà giục. Thôi đi vào đi, nói lắm.
Mặt bà cau có vì trời cũng đã nắng lên. Thanh toán tiền cho tên mối xong, bà đem đồ đạc xuống bếp, nhìn lồng chó một lượt thay đồ, chuẩn bị nấu cơm. Bà không hề hay biết, phía sau cánh cửa bếp là ông Năm với mắt đỏ rực nhìn về phía bà. Và cái lồng nhốt mấy con chó. Bà Vân nhìn thấy thì cất tiếng, ông mới chịu rời cái ánh mắt mà trở lại bình thường. Tôm tôi nấu xong rồi, để trong lồng bàn. Ông với thằng Tài ấy, có đói thì khỏi đợi. Tôi qua nhà bà Bảy, chơi tứ sắc chiều về. Ông Năm nhăn mặt hơi gắt. Vai bạc suốt ngày. Rồi bảo thằng Tài ấy, nó bắt trước bà. Để cái nhà này lụi luôn đi. Bà Vân thấy chồng như vậy, thì cũng lên giọng chua ngoa cãi. Tôi về làm dâu cái nhà này từ đó tới giờ. Toàn cắm mặt vào đít của mấy con chó làm ngày làm đêm. Có mỗi cái thú vui. Ông cũng rầy ra là sao? Thấy vợ cãi lại, thì ông im lặng. Bà Vân được nước lấn tiếp. Thử căn nhà này không có tôi xem. Coi cha con ông làm được cái gì? Bực mình. Tôi đi à? Ở nhà coi nhà. Chiều làm thịt mấy con chó để tổ mốt bán nghe chưa? Ông Nằm Vĩnh nghe đến đây. Lại phải làm thịt chó. Thì ông sững người một chút. Nhìn lại bà Vân đã đi ra khỏi nhà. Ông không hiểu vì sao mình lại sững người. Rõ ràng đây là cái công việc mình làm biết bao nhiêu năm cơ mà. Tiếng chó gầm gừ trong nhà bếp vọng lên, khiến ông rùng mình, mắt hoa lên. Cảm giác đầu xoay mồng mồng như là người say. Thân thể ông không tự chủ được. Bỗng quỳ rạp xuống. Ông bò y như một con chó. Từ từ tiến tới cái lồng. Cái lồng ấy đang nhốt đàn chó. Mặt ông đối diện với chúng. Cổ họng ông lại phát ra tiếng sủa gâu gâu, như đang trò chuyện với chúng. Ông như hiểu được ngôn ngữ của chúng. Một con chó có vẻ già nhất trong đó đi lại trước mặt ông, cố hết sức gầm lên vì cái mõm của nó bị cột không thể sủa được. Ông Nằm lúc này như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển. Ông đưa tay lên, từ từ mở cửa lồng, thả từng con. Lũ chó được thả ra thì đứng vây quanh. Quang cảnh khiến ông Năm như một con chó đầu đàn, được đàn em nể phục. Ông lại tiến về cái gác bếp, chỗ để mấy con dao kéo. Ông lấy cây kéo cắt phăng cái băng keo đang cột mồm chúng. Đến con cuối cùng thì chúng nhìn ông, đồng thanh sủa lên mấy tiếng. Rồi phóng ra cửa chạy mất dạng. Chỉ còn mỗi ông Năm trong nhà. Lúc này, ông vẫn còn bò dưới đất bằng hai chân hai tay. Ông ngước lên kệ bếp, phía con dao bầu, sủa lên một tràng dài, rồi chạy vào trong phòng. Phía bên ngoài, con dao bầu được đặt trên gác bếp, cũng bắt đầu lắc mạnh, đập vào vách tường, nghe lạch cạch đầy ghê rợn. Trong căn bếp nhỏ của gia đình ông Năm, con dao bầu phát ra một luồng khí cực kỳ hung ác. Mãi đến chiều tối bà Vân đánh bài xong mới về nhà. Hôm nay bà ăn nhiều lắm, nên rất khoan khoái trong lòng. Bước về nhanh, bà cái miệng không để yên. Chưa tới nhà, miệng đã vào tới ban thờ. Đập vào mắt bà chính là cửa nhà không khóa, cánh cửa mở toang. Từ trước đến giờ, bà đi đâu hay ông đi đâu cũng đều đóng cửa. Hoặc giả như ở trong bếp, cũng phải đóng cửa cơ mà. Sao hôm nay lại để toang hoang như thế này? Lại còn không bật điện nữa. Vào đến cửa bà với tay bật công tắc và gọi lớn. Tài! Tài ơi! Ông nó ơi! Ô thế đi đâu mà để nhà cửa tối thui thế này? Lại còn không đóng cửa. Trộm nó vào nó bê hết thì cả nhà chết đói bây giờ đấy. Đáp lại bà là sự im lặng đến đáng sợ. Bà cũng ngờ ngợ có điều gì đó lạ. Nên bà bước ngược ra ngoài, cầm một khúc cây củi, thủ thế, rồi từ từ đi lại sau bếp. Nghĩ là nhà có trộm, nên bà cầm khúc cây rất chắc, như sẵn sàng đập nát đầu tên trộm. Đã cả gan dám vào nhà bà. Đến đoạn đi ngang qua cửa phòng, thì bà thấy cửa phòng cũng đã mở toang, không hề có ai trong đấy. Nốt nước bọt, bà từng bước đi về phía bếp. Vẫn là một không gian tối âm u. Đi đến chân cầu thang để bước xuống, bà đưa tay bật công tắc đèn lên.
Nhưng chưa kịp thì mắt bà vô tình chạm phải một cái đốm sáng ngay giữa bếp, và rất sáng đỏ ngầu. Bà căng mắt nhìn kỹ thì kinh hoàng ngã ngược về sau. Thứ bà thấy chính là đầu con chó đang treo lơ lửng giữa không trung. Lưỡi nó thè dài ra, hai mắt đỏ rực, trực nhìn bà nhìn đầy kinh hãi. Bà ngất đi. Cái thứ âm thanh cuối cùng chính là tiếng chó sủa rực rỡ, vang dội bên tai. Phía sau đầu con chó lúc này chính là ông Năm. Sau khi bà ngất, ông liền trở lại trạng thái bình thường là con người, nhưng nhìn bà nở một nụ cười quái dị. Ông ta thấp giọng nói: "Rồi cả nhà mày sẽ phải trả nghiệp thôi." Đâu đó trong không trung, một tràng tiếng chó sủa khắp chân trời đầy ai oán. Không biết đến bao lâu, bên ngoài trời cũng đã tối hẳn. Thằng Tài đi chơi về, nó cũng thấy nhà tối om, lấy điện thoại ra bật chiếu sáng, rồi đi vào nhà mở công tắc. Ánh sáng chiếu khắp mọi nơi, không thấy ai. Nó lại đi về gian bếp thì nhìn thấy bà Vân nằm giữa sàn. Lật đật chạy lại lay người bà Vân, hốt hoảng nói lớn: "Ô mẹ, mẹ, sao làm đất thế này?" Nó phải giật tóc mai mấy lần, bà Vân mới từ từ mở mắt. Thấy con, bà an tâm, nhưng rồi chợt nhớ lại cái thứ bà nhìn nãy hồi chiều. Bà lắp bắp, nói mãi, không đầu không đuôi: "Tài, Tài ơi, có con ma chó, con chó ma, Tài, Tài ơi." Thằng Tài thấy mẹ thần hồn nát thần tính thì chen ngang nói: "Ôi, con đưa mẹ lên phòng nghỉ. Nhà mình nằm gì, có ma cỏ gì đâu." Nói rồi nó đỡ bà Vân dậy, dìu bà về phòng, vừa đi vừa nói: "Mà cha đâu hả mẹ? Sao giờ không thấy đâu để mẹ nằm mất ở đây vậy?" Bà Vân có con bên cạnh, lúc này cũng bình tĩnh trở lại và trả lời: "Tao biết đâu, tao về nhà thì không thấy ông đâu hết. Cái tao xuống dưới này cái nào." Bà chợt im lặng như sợ cái thứ đó nghe thấy. Thấy mẹ im lặng thì thắc mắc: "Mẹ thấy cái gì? Thế nãy giờ con có thấy cái gì đâu, nói gì chả hiểu gì." Phải đợi đến khi vào phòng, bà Vân mới ra hiệu cho Tài khóa cửa lại. Bà chậm rãi nói: "Hồi chiều mẹ đi về, thấy ở giữa nhà bếp nhà mình có cái đầu con chó. Trời ơi, mắt nó đỏ rực, tao hết hồn, tao té xỉu. Tỉnh dậy tao thấy mày đi." Thằng Tài không tin, nghĩ là mẹ nó mệt nên hòa mắt mà nói: "Ôi giời, mà có gì đâu. Mẹ chơi bài nguyên ngày, không ăn không uống, đói quá hoa mắt chứ sao. Để con chạy đi mua cho bát cháo, sẵn ghé quán nhậu ông Mập coi có trà đó không." "Tài, Tài, chờ đã." Không để bà gọi, nó đứng dậy rồi đóng cửa phòng đi luôn. Chỉ còn bà Vân một mình trong căn phòng. Được một lúc thì bà hơi ớn lạnh. Không gian im ắng, dù vẫn còn sợ, nhưng bà vẫn cố gắng bước ra cửa để chốt lại. Vừa chạm tay vào chốt cửa, có một thế lực nào đó ở bên ngoài đẩy mạnh khiến cho bà bật ngã ngửa về sau. Cánh cửa mở toang trước mặt bà. Lúc này chính là ông Năm. Nhưng trong bộ dáng của ông lúc này trông rất kinh dị. Khuôn mặt đầy lông lá, miệng ông dài ngoác ra như cái mõm của một con chó. Hàm răng mọc lên trông rất là nhọn. Hai bàn tay co lại cũng đầy lông lá. Các móng tay dài ngoằng bóng loáng. Kinh dị nhất là ánh mắt của ông, một màu đỏ đầy oán hận, nhìn bà. Bà nhìn thấy thì kinh hồn bản vía, lùi lại phía sau mấy bước. Ông Năm đúng ra là oán linh kia, từng bước tiến về phía bà. Bà Vân sợ đến muốn hét toáng lên, thì chợt nhận ra cổ họng của bà như bị một thế lực nào đó bóp nghẹt, chỉ có thể ú ớ không thành tiếng. Âm thanh vừa đến yết hầu đã bị chặn lại. Quái linh kia vẫn từ từ tiến đến gần bà với cặp mắt đầy giận dữ. "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao." Tiếng nói ấy âm u phát ra khiến cho bà Vân kinh hồn bạt vía. Bà lại ngất xỉu thêm một lần nữa. "Bà ơi,
Bà, sao cứ nằm sóng xoài tới đây thế này? Lại thêm một giọng nói nữa vang lên, chính là giọng của thằng Tài. Mẹ ơi, mẹ, thế sao sao đây, tỉnh đi thế nào mẹ ơi? Mắt bà từ từ hé ra, mặt ông Năm Vĩnh đập thẳng vào mặt bà, khiến bà sợ hãi, nói không tròn câu. Ông ma chó. Trời ơi, bà nói cái giống gì vậy? Tài, đi lấy cái khăn nóng tắp cho mẹ mày, nhanh, mê sảng thế này đi. Thằng Tài hớt hải đáp. Vâng. Thằng Tài chạy đi, lúc này chỉ còn bà Vân với ông Năm. Bà vẫn còn sợ hãi hình hài của ông khi nãy, nên khép nép, không dám lại gần. Bà hồi hộp từng giây từng phút chờ đợi thằng Tài quay lại. Ông với bà ngồi đối diện với nhau, căn phòng lúc này sáng rực, đủ cho bà nhìn thấy. Ánh mắt của ông Năm từ từ thay đổi. Khi nãy có thằng Tài thì ánh mắt của ông đều lo lắng nhìn bà, nhưng giờ đây nó đi khỏi thì ánh mắt của ông lại sắc lạnh, đầy ma mị, sặc mùi oán khí. Cái ánh mắt đấy khiến cho bà kinh hãi. Bà định hét lớn gọi thằng Tài thì ông Năm nhanh chóng tiến lại gần, dùng tay bịt miệng bà, làm cho bà không thể động đậy được, đành chịu trận. Ông nghiến qua kẽ răng. Mày mà nói gì với nó, tao giết cả hai mẹ con mày. Chưa nói xong, ông định cất lên cười, tiếng cười khanh khách khiến bà sợ tóc gáy. Không thể tin được, con ma nó ngay bên cạnh, chính là chồng mình. Tiếng cười âm vang mà không hiểu sao thằng Tài không hề nghe thấy. Bà Vân ngóng mãi chẳng thấy bóng dáng nó lên. Bà đành chịu trận ngồi nhìn. Ông Năm lúc này đây đầy quỷ dị. Được một lúc nghe tiếng bước chân, bà mừng rỡ nhưng lại không quên nhìn ánh mắt sắc lạnh kia. Thằng Tài tay vừa bưng tô cháo nóng, một bên cầm cái khăn đã được nhúng nước sôi. Mẹ ơi, ăn miếng cháo đi, sáng giờ không ăn tụt huyết áp chứ gì. Bà Vân mở miệng định nói gì đó, ông Năm đã chặn họng trước, nói với giọng điệu có chút hăm dọa. Bà ăn đi rồi ngủ sớm nghe bà, để tôi đút bà ăn. Nói rồi quay sang Tài, ông nói tiếp. Thôi, để cha lo cho mẹ mày, tắm rửa ngủ sớm đi, mai còn phụ cha công chuyện nữa. Thằng Tài nghe vậy thì cũng cười cười trả lời. Nó hồn nhiên không hề hay biết bố mẹ nó đều đang bị một thế lực vô hình nào đó khống chế. À, vậy con về phòng nhá. Đi đây. Bà Vân hốt hoảng kêu lên. Tài ơi. Ông Năm quay sang lườm bà một cái khiến bà cứng họng. May thằng Tài cũng là một thằng rất tinh ý. Nó nhìn thấy được ánh mắt sắc lẹm đầy hăm dọa. Nó cũng bất giác lạnh sống lưng. Nó vẫn giả vờ bước ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng trước cửa, nghe lén những sự việc xảy ra bên trong. Ông Năm thấy Tài đi thì dở cái giọng như muốn ăn tươi nuốt sống bà Vân. Nhà mày nằm thịt bọn tao không đúng cả, mà bây giờ còn kêu. Giờ tao sẽ trả cho cả nhà mày cái cảm giác bị dìm xuống nước đến chết, bị nhúng nước sôi, bị cắt cổ. Cho bọn mày biết cái cảm giác đấy nó đau đớn như thế nào. Bà Vân dù rất sợ nhưng vẫn lắp bắp hỏi. Mày là ai? Sao lại ám gia đình tao? Ông Năm trợn trừng mắt nhìn bà Vân đáp. Là con chó mà tụi mày mua về đấy. Cả bà Vân và thằng Tài nghe thế đều rùng mình, không tin vào những gì đang chứng kiến. Chó thỉnh tinh hay sao? Sao nó lại nhập được vào xác ông Năm cơ chứ? Chồng tao đâu? Mày làm gì chồng tao? Con chó trong thân xác ông Năm lúc này mới hả hê trả lời. Chồng mày chết rồi. Bà Vân như chết điếng trong lòng. Nhưng một lúc, ông Năm lại cất tiếng nói âm vang đầy oán giận. Tao bị bọn câu chó nó cầu núp nhỏ, may mắn thoát chết, chui xuống gầm cầu, được bà Sáu nuôi dưỡng. Bà thương tao lắm,
lúc nào cũng vuốt ve âu yếm tao. Bà cho tao ăn, cho tao ngủ ấm. May mắn lắm, tao mới tìm được người chủ tốt như vậy. Ấy vậy mà bà ta gần cuối đời còn phải chịu nỗi đau mất đi tao. Bây giờ chúng mày phải chết, trả nợ đi. Dứt câu ai oán như dâng trào, nó dùng đôi bàn tay đầy lông lá và móng sắc siết chặt cổ bà Vân, hằn lên những gân máu khiến bà không tài nào thở được. Bà ú ớ trong cổ họng đầy đau đớn. Thằng Tài bên ngoài nghe thấy mẹ gặp nguy, mặc dầu sợ nhưng nó vẫn lấy hết can đảm mở cửa vào. Nó dùng sức kéo thân xác của ông Năm ra, nhưng sức nó như vô dụng trước sức mạnh kỳ lạ của ông Năm. Lúc này một tay bóp cổ bà Vân, tay kia bóp cổ thằng Tài. Nó dùng sức mạnh nâng cả hai lên không trung một cách nhẹ tênh như cả miếng xốp, rồi cười lên rinh rích. Thế nào? Cảm giác bị siết cổ thế nào? Hả? Chúng mày thử đi, chúng mày hãy tận hưởng đi. Lúc này tiếng chó hú lại vang lên. Giữa đêm thành vắng, sự kinh hoàng đang diễn ra trong ngôi nhà này. Từ bên ngoài hoàn toàn không ai hay biết. Thằng Tài dùng bản năng sinh tồn, nó lấy tay chọc thẳng vào mắt của con ma chó. Con ma chó đau đớn buông hai mẹ con xuống đất, nghe bịch một cái. Thằng Tài tranh thủ lúc nó còn quằn quại đau đớn thì dìu mẹ nó chạy. Không hiểu sao, nó chạy ra hướng cửa ra vào mà lại dìu bà Vân chạy xuống dưới bếp. Bà Vân do bị té nên một bên chân đã bị gãy, bà dường như lê lết trên mặt đất chứ không có đi nổi. Vừa hay lúc này con ma chó trong thân xác ông Năm cũng từ từ đi xuống bếp. Nó vừa đi vừa gầm gừ như muốn hù dọa hai mẹ con bà Vân. Trong không gian tối mịt, thứ ánh sáng duy nhất mà thằng Tài thấy được chính là ánh sáng đỏ rực phát ra từ con dao bầu. Vội vàng chạy đến lấy con dao bầu cầm chắc trong tay, lúc này thứ quỷ dị kia xuống sát chỗ hai mẹ con. Cầm con dao bầu thì bất ngờ lùi lại mấy bước e dè sợ hãi. Nó gầm gừ lên mấy tiếng. Con dao bầu lúc này như có ma lực, nó trở lên mạnh như băng, chĩa thẳng mũi dao về hướng con ma chó mà bay tới. Nó như điều khiển bàn tay của Tài, nhanh như cắt bay đến chém vào người con ma kia. Con chó ma như kiểu hiểu được quy luật của con dao bầu, nó vội vàng tránh sang một bên, dùng hai chi cào cấu thằng Tài một đường dài. Nhưng con dao bầu có linh tính, nó cũng nhanh chóng lướt qua bên này, chém trúng cổ tay của con ma một đường ngọt lịch. Một tiếng hú dài rít lên, thằng Tài chỉ kịp nhìn thấy một bóng con chó bay lên trên không trung rồi vụt xuống chỗ con nạch biến mất. Máu chảy lênh láng từ cổ, từ thân xác của ông Năm. Con dao bầu lại bay đến, rớt xuống ngay vũng máu. Nó hút từ từ cái dòng máu đỏ ấy, cho đến khi cạn thì trở lại là một con dao bầu bình thường. Do trong bóng tối nên thằng Tài và bà Vân đều không nhìn thấy khoảnh khắc kinh dị ấy. Phải đến khi bà Vân chật vật bò lại công tắc đèn, ánh sáng mới rọi khắp căn bếp. Cảnh tượng kinh hoàng, ông Năm nằm chết cục dưới sàn nhà, bên cạnh là con dao bầu dính đầy máu. Cả hai mẹ con đều bàng hoàng khi thấy cảnh tượng ấy. Nó như một mớ hỗn độn, thằng Tài lúp bắp, run rẩy sợ hãi. Con giết chết cha. Mẹ, con dao bầu nó giết, không phải con. Con dao bầu. Thấy còn như vậy, bà Vân níu tay con lại rồi như trấn an. Mẹ biết rồi, bình tĩnh con. Là con ma nó giết, không phải con. Mẹ ơi, con không muốn đi tù. Bà Vân nói lớn như hét vào mặt thằng Tài. Mày phải bình tĩnh, để mẹ tính. Mẹ không để mày đi tù, nghe lời mẹ, yên nào. Thằng Tài giọng run run trả lời. Phải làm sao mẹ? Chứ bây giờ làm sao đây? Suy nghĩ một lúc, bà Vân mới nói. Mày phụ mẹ, bỏ cái xác cha mày vào bao, rồi
đem ra sau vứt, bỏ thêm đá vào cho nó chìm xuống hẳn cái này cây. Vứt ở đây thì mình kiểm soát được, chứ nếu mà là sông lớn người ta phát hiện thì mình chết. Chắc chắn phải phi tang xác ống đi. Nhanh lên. Hai mẹ con loay hoay một lúc thì cũng bỏ được cái xác ông vào trong bao một cách lọt tỏ. Vừa làm, mồ hôi của thằng Tài vừa chảy ra ròng ròng trên mặt. Nó sợ đến tái cả mặt. Lạ thay, xác ông Năm chỉ mới chết đây thôi mà đã bốc mùi hôi thối như đã chết từ lâu vậy. Thật kinh khủng, cái xác khô héo chỉ còn da bọc xương. Trong đêm tối, hai con người lặng lẽ khiêng cái bao ra con nạch rồi bỏ đá vào. Đùng một tiếng, cái bao bị quăng xuống dưới, rồi sau đấy thì nước ngấm vào, cứ thế mà chìm xuống con nạch sâu. Bà Vân yên tâm về nhà lau dọn mọi thứ. Thằng Tài rửa con dao bầu lại cất lên gác bếp. Nó nói: "Hồi nãy lạ lắm mẹ ạ, con dao này tự điều khiển tay con, khiến con không biết gì luôn." Bà Vân tặc lưỡi: "Mày sợ quá, nghĩ bậy bạ thôi. Làm nhanh rồi đi lên." Thằng Tài nghe mẹ nói vậy thì cũng im lặng dọn sạch hiện trường. Xong xuôi thì đã gần 2 giờ sáng. Đến sáng hôm sau thì mọi thứ bình yên đến lạ. Bà Vân vẫn là người thức dậy trước. Bà đi sang phòng con gọi nó dậy nói: "Hôm qua mẹ quên dặn, có ai hỏi cha mày đâu thì nói cha mày đi Sài Gòn nghe chưa. Nói bậy bạ người ta nghe đấy." Thằng Tài dụi dụi mắt trả lời: "Con biết rồi." Chiều ngày hôm đó, thằng Tài đi loanh quanh xóm xem có ai nghi ngờ chuyện xảy ra nhà nó không. Đêm hôm qua thật là một chuyện đáng sợ, nhưng thật may khi dường như chẳng ai để ý hay biết gì cả. Vừa lúc đó đang đứng xem tụi nhỏ trong xóm đá bóng, thằng Tài gặp thằng Xíu, thằng đã câu trộm chó của bà Sáu hôm trước bán cho cha nó. Thằng Xíu kéo thằng Tài sang một góc vắng hỏi: "Ủa, ông Năm đâu? Sao tao kiếm ông ấy cả ngày hôm nay không thấy?" Gặp thằng Tài hơi bối rối, mắt nó láo liền, sực nhớ tới lời mẹ dặn mà nói: "Cha tao đi Sài Gòn rồi." Nó ghé tai lại gần hơn, nói nhỏ với Tài: "Tao có mấy con chó mập lắm, hàng ngon nha mày, lát tao đem sang nhà, nhớ để giá cao chút nha." Nói rồi nó quay sang phía tụi nhỏ đá bóng mà không hay biết phía sau, hai mắt thằng Tài đỏ rực lên, nhìn chằm chằm và như là muốn nói gì đó. Nhưng cái thứ âm thanh đấy nó phát ra rất nhỏ. "Lại đi, lại đi, tao trả giá cao." Thằng Xíu không để ý nghe thấy, nhưng cũng mơ hồ nói rồi quay lại cười cười: "Này, thế ông Năm bao giờ về đây?" "Ờ, tao không biết." Hỏi xong, thằng Xíu hí hửng như được một món hời. Cũng đúng, chó thì của người ta, nó chỉ việc trộm đem bán lại giá cao, có tốn vốn liếng gì đâu. Vừa đi vừa huýt sáo mặt đầy hớn hở, nghĩ thầm: "Hai con này chắc được hơn con cũ. Ông Năm toàn ép giá, có thằng này phải bắt thằng này mua cao cao mới được." Mãi đến hơn 8 giờ tối, nó mới đem cái bao đựng hai con chó lại quán ông Năm, đứng ở bên hông quán mà gọi: "Tài ơi! Tài! Tài ơi!" Thằng Tài đứng bên cửa sổ, ra dấu cho nó xách con chó vào sau bếp. Do đã bán nhiều lần cho ông Năm nên nó quen thuộc cái quán này lắm. Nó te te xách cái bao ra đằng sau mà không mảy may nghi ngờ. Thằng Tài đã đợi sẵn ở dưới bếp, tay nó cầm con dao bầu lia qua lia lại cái cục đá mài, khiến cho con dao sắc bén. Thằng Xíu thấy vậy thì hỏi: Ủa, làm thịt luôn hay sao? Mà có cần ta phụ không? Tí cho xin quả tim được rồi." Thằng Tài lúc này gương mặt tối sầm xuống, mặt cũng đã mọc lông lá y như ông Năm. Lúc sau, một con chó bị ma nhập, nó gằn lên từng tiếng: "Tao làm, nhưng làm thịt mày đây." Dứt lời, nó vừa bổ mạnh con sao ngay đầu thằng Xíu.
Thằng Xíu nghe vậy thì quay đầu lại, nhưng may quá tránh được con dao một nhát. Con dao sượt ngang qua đầu, chém ngay bả vai, máu chảy đỏ tươi. Thằng Xíu hét lên như là cầu cứu. Mày điên à? Mày muốn giết người à? Bà con ơi, cứu, cứu thằng này, nó điên rồi. Vừa nói nó vừa chạy đến hướng nhà ông định trốn, nhưng nó lại vấp phải bậc thang nên té ngửa ra. Tăng Tài phía sau lao tới, chém mạnh một lần nữa vào bắp tay thằng Xíu. Máu văng ra khắp nơi, dính trên cả mặt thằng Tài. Nhìn nó như lúc này, như một tên sát nhân đầy hung bạo. Mất máu quá nhiều đã khiến thằng Xíu hoa mắt. Nó lấy hết dũng khí mà hỏi. Sao mày muốn giết tao? Tao có làm gì mày đâu chứ? Mày không thấy bộ dạng của tao à? Hả? Mày không đoán được tao là ai à? Tao chính là con chó của bà Sáu đấy. Chính mày chiếc điện xiết cổ tao để bán cho thằng Năm Vĩnh, để nó chặt đầu tao không thương tiếc, còn ném đầu tao xuống sông, khiến tao chết không thỏa kiếp. Tao muốn mày phải chết. Thằng Xíu kinh hãi, nó dường như nhớ ra con chó lông vàng ốm nheo ốm nhất của bà Sáu là con chó chính tay nó đã bắt rồi bán cho ông Năm Vĩnh. Nó đã thành ma rồi, quay về báo thù hay sao? Không, đó là điều không thể. Dù không thể chết được như vậy. Thằng Xíu kinh hãi, nó dường như nhớ ra con chó lông vàng ốm nhất của bà Sáu, con chó chính tay nó bắt rồi bán cho ông Năm Vĩnh. Nó đã thành ma rồi sao? Nó về báo thù sao? Không, đó là điều không thể. Mình không thể chết như vậy được. Nghĩ đến đây, nó bất giác tung chân phải đạp mạnh vào bụng thằng Tài đang đứng trước mặt rồi bỏ chạy. Thằng Tài bị đạp bất ngờ té ngược ra sau đầy đau đớn. Nó gầm lên từng tiếng rồi đứng dậy đuổi theo. Chạy đến cửa chính, thằng Xíu chợt nhận ra cửa chính đã bị khóa chặt. Nó kêu gào thảm thiết, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy. Vừa lúc thằng Tài chạy tiến gần, phía sau là gương mặt không chút biểu cảm chém mạnh xuống. Thằng Xíu quay lại, dùng tay nắm chặt con dao, nhưng không thể nào giữ lại được. Thằng Tài thường ngày ốm yếu, nhưng bây giờ đây sức mạnh của nó gần giống như mấy người đàn ông gộp lại. Giữ được một lúc, thằng Xíu đã thấm mệt, tay nó từ từ nới lỏng, định buông tay mặc cho số phận thì may thay có tiếng bước chân bên ngoài. Tiếng lạch cả lạch cạch, như có được tia hy vọng sống. Thằng Xíu gào lên, Cứu tôi với! Cứu tôi với! Thằng Tài nó muốn giết người, bà con ơi! Hai ba người bên ngoài dường như cũng nghe thấy tiếng kêu gào của nó nên vội vàng chạy lại kêu cửa. Nhưng không ai mở. Mấy người hợp sức hẹn nhau đạp cửa chạy vào bên trong. Cánh cửa cũ kỹ chẳng mấy chốc đã bị đạp tung. Ánh đèn đường cũng nhờ vậy mà chiếu rọi vào bên trong, sáng cả căn nhà. Thằng Xíu đang đứng bên trong cửa cũng bị hất tung về phía sau. Thằng Tài vẫn bộ dáng như vậy, mắt nó long lên sòng sọc, cầm con dao bầu mà đâm thẳng vào ổ bụng của thằng Xíu trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Thằng Xíu chưa kịp hoàn hồn sau cú hất mạnh của cánh cửa, giờ lại hứng chọn nhát đâm của thằng Tài. Rút con dao ra, nó dường như chưa hả dạ, nó còn đâm thêm vài nhát cho đến khi bụng của thằng Xíu nát bấy, ruột gan bên trong lòi hẳn ra ngoài. Máu như nhuộm đỏ cả căn nhà nhỏ. Nó ngã gục chết tươi tại chỗ, miệng vẫn thều thào mấy tiếng chẳng ai nghe rõ. Mắt nó trợn trừng, gương mặt vẫn chưa hết sự sợ hãi. Mấy người kia thấy vậy cũng sợ lắm, cứng đơ cả người. Chẳng ai dám xông vào nhà ngăn cản, chẳng may bị nó xiên cho một phát thì chết. Họ hò hét nhau rất nhanh đã gây sự chú ý của bà con chòm xóm. Vây quanh căn nhà ông Năm Vĩnh, ai nấy đều rùng mình trước sự kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Thằng Tài mắt đỏ ngầu, tay cầm con dao. Trên người nó, cổ, mặt, tay chân mọc đầy lông lá, cái mõm đua dài như mõm chó, răng nanh nhô lên, nước dãi nhiều nhạo. Nó hú lên từng tiếng đầy ghê rợn,
rồi chạy về phía sau bếp. Nó nhảy xuống con nạch nơi chôn xác ông Năm. Mọi người cũng đuổi theo thì thấy nó phóng xuống nước, chẳng ai dám nhảy theo. Họ chỉ đứng trên bờ mà nhìn xuống. Kỳ lạ thay, có một cái bao bố từ bên dưới nổi lên, lênh phênh bốc mùi hôi thối kinh hoàng. Mùi bùn non pha lẫn mùi xác chết đang phân hủy, có cả mùi tanh của máu. Có người không chịu nổi, quay mặt đi chỗ khác nôn thốc nôn tháo. Thật kinh hãi. Người dân chứng kiến sự việc đã báo công an. Ngay lập tức, các cơ quan chức năng đã có mặt để lấy lời khai của các nhân chứng đã chứng kiến sự việc. Họ cử đội khám nghiệm hiện trường. Khi họ lôi cái bao kia lên thì kinh hoàng phát hiện ra đó chính là xác của một người đàn ông. Tình nghi đó chính là ông Nam Vĩnh. Thi thể đã bị chặt nhỏ thành từng khúc, phần lớn nhỏ khác nhau. Ai nấy đều phải quay mặt đi vì kinh hãi. Công an lục soát căn nhà thì càng kinh hoàng hơn khi phát hiện ra xác của bà Vân nằm chết trên giường trong phòng ngủ. Mặt, tay chân bà là chi chít những vết cào xước. Dưới bắp đùi bà đã bị một con vật gì đó cắn cho một mảng da lớn, làm rơi rụng cái lớp thịt bên dưới da. Đó đều là những vết thương chí mạng, vết cắn sâu ở cổ gây ra đứt động mạch chủ. Bà do mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong. Mặt bà vẫn còn nguyên nét kinh hãi. Đêm đó là một đêm không ngủ của con xóm nhỏ. Người người nhà nhà đều hoang mang, lo sợ cái con thú lông lá kinh dị kia sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào để làm hại họ. Ai cũng như ai, không nói câu nào, nhưng đều về nhà chốt chặt cửa không dám tắt đèn. Không khí ảm đạm bao trùm con xóm. Một tràng dài những tiếng chó hú phát ra từ nhà ông Năm Vĩnh. Người ta nghe rất nhiều lần tiếng chó ấy, nhưng đến hôm nay sao nghe nó man rợ đến lạ thường. Đàn chó trong xóm cũng chu lên mà sủa, ai nấy đều ghê rợn. Một hồi sau im bặt, dần dần màn đêm biến mất, nhường chỗ cho mặt trời nhô lên cao. Ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói khắp nơi, sự u ám dần tan biến. Người dân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người ta lại bắt đầu ngày mới, mọi sinh hoạt như thường lệ. Những quán cà phê thường là nơi tập trung của mọi người ngồi đê mách lẻo câu chuyện và vài chủ đề. Cái chủ đề đang hot hiện nay chính là chủ đề về nhà ông Năm Vĩnh. Một người đêm qua chứng kiến kể lại rằng: "Ôi dồi ôi, thằng Tài, con ông Năm ấy, tối hôm qua tay chân nó toàn lông là lông vàng khe, mắt nó sắc lạnh như con dao ấy, nhìn như ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi." Thêm một người khác chen vào: "Ôi, tôi nghi lắm, nghi là bị con ma chó nó nhập năm. Nhà ông Năm chuyên giết mổ chó để bán, mà xui hay sao, làm thịt nhầm cái con chó tinh nó trả thù cho đấy." Tiếng xì xầm phát ra không ngớt. Vừa hay lúc đó bà Sáu tay cầm cây gậy lọ mọ đi mời vé số. Những tiếng xì xầm to nhỏ ấy vừa đủ để lọt vào tai bà. Bà thừa biết đứa bắt trộm chó của mình chính là thằng Xíu. Nhưng thân già lại không có người thân, nên bà không có làm gì được nó. Này nghe tin nó chết, bà đứng sững lại. Trong lòng bà nghĩ: quả báo thời xưa thì lâu, quả báo thời nay đến ngay nhãn tiền. Người ta nói quả công sai, hôm qua đập đầu chó, hôm nay chó đập đầu. Bà nghĩ thầm trong lòng, rồi tặc lưỡi, lững thững bước đi. Mặt bà không chút biểu cảm, không oán hận, không vui vẻ, không trách móc. Bà cứ thế mà lầm lũi bước đi tiếp. Ngày thứ hai, công an phát lệnh truy nã khẩn cấp. Tội phạm Nguyễn Thanh Tài vì không thể ghi trên bản báo cáo là bị ma nhập dẫn đến giết người, nên công an đành ghi nhận có hành vi ngáo đá và triệu chứng tâm thần phân liệt, khuyến cáo người dân ai gặp Tài báo lại khẩn cấp. Đây là tội phạm đặc biệt cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không phải đợi quá lâu, công an đã có người báo cáo, phát hiện ra Tài đã chết trên con nạch sau nhà. Nhưng cách đó một đoạn, anh ta chết với một miếng băng keo còn quấn chặt miệng. Người dân trong xóm lại một phen xôn xao. Ai nấy đều sợ hãi và từ đó cũng bỏ luôn cái món thịt chó. Qua khám nghiệm tử thi,
công an có thể xác nhận hung khí để giết người đó có lẽ là một con dao bầu, bởi đường dao và cách dao đâm vào da thịt. Nhưng người ta cũng không tìm thấy cái con dao bầu đấy ở đâu. Chiều hôm ấy, bà Sáu đi bán vé số về, lần mò ra sau vườn định hái mớ rau tập tàng để nấu canh, thì không may bà trượt chân té. Đập đầu xuống khúc cây to gần đó khiến bà bất tỉnh. Không biết đến khi nào bà tỉnh dậy, chưa kịp mở đôi mắt đục ngầu ra, thì thứ âm thanh đầu tiên bà nghe thấy tính là tiếng chó kêu ăng ẳng bên tai. Bà vội vã mở mắt ra nhìn xung quanh. Con chó lông vàng của bà từ xa chạy lại, víu rít chân. Nó liếm liếm bàn chân của bà như ngày trước. Mỗi lần bà cho nó ăn, nó đều như vậy. Trong đêm vắng, bà âu yếm ôm nó vào lòng, như chưa từng cách xa. Có lẽ từ đây về sau, chẳng ai có thể bắt nó đi khỏi vòng tay của bà được nữa. Đầu đó vang lên tiếng chó hú dài trong đêm, nghe thật ai oán rùng rợn. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Có lẽ bà Sáu sau cái cú ngã đấy thì cũng không qua khỏi, cho nên mới gặp lại con chó của mình, phải không mọi người? Một câu chuyện rất là hay, cảm ơn bạn đã gửi về cho kênh. Bạn ấy xin phép được giấu tên ạ. Nếu như có những câu chuyện hay như thế này, bạn hãy cứ gửi về cho kênh để chúng ta cùng diễn đọc cho nhau nghe nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên like và subscribe cho Hằng nhé.